chắc buồn quá trời ở nhà hai vợ chồng già. Một con chim về nó hót mà nó không chịu hót là buồn quá trời luôn. Hót đi con, hót đi. Tao cho mày ăn rồi mày không có hót mày. Hót đi Lị. Lị hót họ nghe cái đây. Hót đi cái tiếng này hót kỳ quá trời không có nghe. Không phải, ông thích nghe tiếng này mà hót lại đi. Trời đất ơi, con chim mà hót như con ngà vậy. Mày ngu quá trời, mày hót như con ngà, nó bắt mày thấy bà mày bây giờ. Hót lại đi. Bà già. Mày kêu lại đi. Mày kêu tao bà già, tao làm sao chịu chứ. Mày kêu bà trẻ đi, kêu bà trẻ. Thấy gớm. Trời đất ơi. Mày biết chê tao gớm nữa hả mày? Muốn ói luôn á. Sao cái giọng này không phải giọng con chim mà. Giọng con này nè. Trời đất ơi, con quỷ. Con cha già này nó về hồi nào nó không có la lên rồi là thấy khùng hết chí luôn à. Giống quỷ rễ sợi luôn nè. Đi qua nhà người ta rồi, chuẩn bị lắm cưới giùm cho người ta đó. Cho thằng nhà papi á, chuẩn bị lắm cưới hết chi. Rồi. Giờ người ta đang là rằn rằn bởi mày sắp nhỏ nó uống rượu uống rồi nó la sầm tôi mệt á, tôi về cho rồi. Vậy hả? Vậy là dứt dâu rồi ha. Vậy coi cho lẹp bằng họ không? Ta rước dâu chứ người ta đâu rước hà bá. Đẹp bằng bà về chắc ông già chồng chết trước. Đừng có nói như vậy nha. Xấu lo, xấu lèm, xấu em, xấu chị nha. Ở với tôi mấy chục năm mà ông chê tôi là cũng như ông chê ông về. Nhìn kỹ lại mình đi. Bởi lại hà bá bên bển cũng tự âm binh à. Nói thiệt cái chặt chém vợ chồng mà nó chặt thấy ghê luôn à. Nói nghe nè, vô pha tôi bình trà coi, uống trà ở bên kia uống là lạc miệng quá, bà pha ngon hơn. Bà làm gì bà thọc thọc con chim vậy? Chơi chim. Thôi. Mua con chim về lấy chơi chứ làm gì? Nói nghe nè. Cái gì? Không nghe hả? Đây nè. Cái gì? Đi vô pha giùm tôi một bình trà, uống trà bên nhà thằng Phi á. Cái nước trà nó pha lạc lạc khó uống quá. Uống trà bà pha trà thơm nó mấy chục năm nay quen rồi. Đây đây. Đó. Tôi nói vậy, hà bá nó có cái giá của hà bá. Cuối cùng cũng qua về đây kêu tôi pha trà. Tôi không có pha trà, Lị giẫm không có ngon á, Lị thấy không? Lị cãi cãi không hà. Đi đi. Ê, đóng cái cửa lồng chim lại. Đóng cái cửa lồng lại kìa. Ông ngồi gần hơn sao không lắng Lị? Sai người ta, đi phe chè. Nói nghe nè. Cái gì? Cái này bà đứng gần hơn tôi, bà đóng đi. Ông gần hơn ông lóng lại đi. Bà là cái gì của tôi? Dạ của Lị. Bà là vợ tôi, tại sao tôi nói bà không nghe? Hả? Tôi biểu bà đóng cái lồng chim thôi bà không đóng. Nếu có ai hàng xóm người ta thấy người ta cười trong mặt tôi, tại sao cái câu phu sướng phụ tỳ bà không còn nhớ gì hết là sao? Nhớ chứ. Trời đất ơi sao mà không nhớ liệt. Phu sướng phụ tỳ có lẽ là phu muốn sướng à, phu muốn lấy cái gì phu lấy, phu muốn sướng cái gì phu sướng. Còn phụ là phụ có tỳ hay không là tỳ ý lẹ. Tao muốn ăn cái trà tao làm, tao tỳ ý à. Tao muốn làm cái gì tao làm được không? Bây giờ tỳ ý của tôi là không có muốn lóng cái kĩa. Tỳ lóng đi. Tôi sai sai cái chuyện gì cũng sai nghe là sao lóng đi. Bây giờ tôi nói bà đóng đi. Tôi không lóng. Bà đóng đi. Không lóng. Tỳ đi. Xem. Tỳ đất này nó bay mất nhiều mất nhiều à. Cục cân. Tôi bớt khổ quá. Sao bóp cỡ họ? Bà để con chim tôi nó bay rồi. Thì tại ông không chịu lóng cái cửa lồng lại rồi nó mới bay. Tôi nghỉ chơi với bà luôn. Trời đất ơi, ông làm như tôi phái chơi với ông lắm vậy. Tôi nói cho bà nghe nha. Cái gì nữa? Bà là người không có trách nhiệm. Làm gì không có trách nhiệm? Bây giờ tôi nói bà nè, con đấy. Chim là con chim của tôi. Nãy giờ tôi lo có lấy con chim lá của tôi. Cái lồng là cái lồng của bà. Thì đúng vậy, tôi có tiền mà. Tôi mới cái lồng tôi cho ông, cái lồng của tôi, còn con chim của ông. Thì bây giờ đó chơi là hai đứa chơi chung đúng không? Nãy giờ tôi đâu có lấy ông chơi mình lâu lâu. Lúc không tôi đâu có lấy cái gì ông lấy không, tôi có lấy được cái câu gì đâu. Thì bây giờ bà phải có trách nhiệm, cái lòng đó của bà phải đóng cái lòng bà lại chứ. Trời ơi Lị lại nói chuyện mắc kỳ ghê đó. Tôi bỏ tiền ra rồi Lị bỏ cái công ở lấy cái lòng đây cũng không chịu lóng lại. Lúc không mà tôi không biết rồi là chơi kỳ cục dễ sợ. Mua cái lòng tự tổ bó luôn, mua con chim có chút cháo bỏ vô lỏng lè lỏng lét luôn. Bà mua chứ ai mua? Thì thấy vậy không biết mua con chim gì hết, chơi nó chạy rồi lại. Cái lồng này là phải nuôi con sáo nè.
Bởi vậy Lị không có biết cái gì mà Lị không có chịu lắm cái cửa lòng mà Lị là có lãi thường hả? Bà đó nghe, bà càng ngày bà càng quá nghe bà. Không mới quá đó Lị là lựa lặng là gì đâu. Ông hiếp quá trời luôn, chẳng lẽ giờ tôi phải dơi trâu. Dơi trâu là gì? Là tôi khóc nó dơi lẹ đó. Khóc đi. Nói nghe nè, bà ngừng đúng lúc bà không khóc là hay á, bà khóc sao? Thấy gớm. Sao vậy? Bà khóc ghê lắm, cái mặt bà giống con hà mã đó. Thì mấy lần tôi khóc tôi lại có thông báo cho láng giềng biết là tôi sắp khóc. Mỗi một lần thông báo xong là cũng có người té xỉu không biết tại sao. Hay à, sáng về ông có làm chuyện gì cho tôi chạy ra trơn á? Thì đúng, cái nhà này từ xưa đến giờ tôi chưa bao giờ tôi làm cái gì. Là tại vì sao tôi lo những chuyện lớn, còn vợ tôi phải lo những cái chuyện lặt vặt trong nhà. Hay, cái chuyện gì cũng lỗi lại đầu tôi hết trơn á, tôi làm vợ chứ không phải làm mọi. Phục vụ ông quá trời rồi, từ sáng tới giờ ở nhà làm cái gì, tắm cho chim ông, chăm sóc cho chim ông, cho con chim ông ăn. Ông về nhà không có khen tiếng nào, chửi xối xả, chửi quá trời, chửi làm sao chịu nổi. Con chim nó bay là tại Lị á. Tại bà. Tại Lị. Tại bà. Tại Lị. Tại bà. Tại Lị. Trời ơi tụi bay ơi, quá coi vợ chồng sáu cãi lộn nhau kìa. Trời chỉ ơi, chửi lên, chửi lên. Lòng chim làm thế ghê. Ê, ê. Chửi đi. Chửi nó đi. Bà chửi đi. Tụi nhỏ con tôi chửi nó lấy tôi sao? Chứ tụi to quá ha. Thì không mấy ông lấy xương ông chửi nó lại coi, chửi nó đi. Thôi dẹp đi, còn mấy khúc xương để dành rồi sao này con nó hút cốt con cái để nó hút. Thôi khỏi chửi nó đi hết vậy. Trời ơi, có chửi thôi cũng đứng ra sảnh nạnh. Bởi vì chửi hoài cũng sướng thiệt á. Đẹp mặt bà chưa? Đẹp bà mặt ông lắm. Để cho hàng xóm láng giềng nó coi. Hai vợ chồng già rồi, bà ra bà đóng cái cửa lại cho tôi coi. Tôi không lóng, tôi không có mẻ, tôi không phải lóng. Ê, ở súng rồi Dũng này, hồi sáng tôi có mẻ ra. Tôi mẻ cái kẻ ra cho ông đi qua bên nhà người ta, ông ẻ bể ông chơi. Ông chỉ ẻ nhà, một mình tôi ẻ nhà buồn buồn chết luôn. Bà ông đi ra khỏi, bây giờ ông phải vô, ông phải lóng lại, tôi không có lóng. Bà mới nói là bà mở cửa đúng không? Đúng vậy. Bây giờ bà phải đóng. Ông Ly chứ tôi đâu có Ly, là ông đóng thì tôi không có đóng. Bà thú nhận bà mở cửa là bà phải đóng cửa. Tôi không có công nhận. Bà có công nhận. Tôi không có công nhận. Bà mới nói là bà mở cửa cho tôi ra thì bây giờ bà phải đóng lại. Không. Có. Không. Có. Mụ. Dạo. No. Chết. Bà không đóng không? Không đóng tôi đi ngủ. Trời lớp ơi, khè hoài. Ông tưởng bà lớp biết ngủ, bà lại không biết ngủ hả trời? Trời ơi, ngủ cho ông coi luôn á. Bà không đóng cửa, ăn trộm nó vô nó lấy hết đồ cho bà coi. Em xệ ông lắm đi. Con khỉ, đồ của bà chứ không phải đồ của tôi. Lồ ở trong là lồ của chung. Nó vô nó lấy là hai lứa không có lồ mặt luôn, chứ không phải lồ một mình tôi. Tiếng chân á làm như có anh trộm mà ông ơi. Có anh trộm bà sợ bà ra bà đóng cửa đi. Thôi ông sợ ông lóng đi. Dẹp tôi không đóng. Tôi không có lóng luôn. Tôi bà đóng đi. Ông lóng đi. Bà đóng đi. Ông lóng đi. Xì xì xì. Hả? Có đóng cửa không? Chắc là không có đóng rồi. Cảm ơn. À! Bà kêu chữ trộm đi. Ông kêu lực chữ ăn là quất luôn chữ trộm đi. Mày phải kêu ra, tôi kêu chứ ăn, bà mới kêu chứ trộm. Thôi ông lỡ rồi ông kêu ly lắc hỏi ra lần đó, tôi kêu nữa ông kêu ly. Đồng vợ đồng chồng tác biển đông cũng cạn, bà kêu ly. Thôi lúc này có trộm mà tôi không tác biển ra đâu. Đồ để ở đâu? Ở trong cái tủ á. Trong cái tủ? À. Cảm ơn. Cảm ơn Lị. Sao vậy? Tự nhiên đi khai đồ để đó chi? Quá trời ăn trộm mà, nói là... Nhưng mà không sao. Sao? Cái gì vậy? Ăn trộm ơi, mày đã bị lừa, tao để đồ ở dưới giường nè mày. Ngu. Chạy lắm đây mày chỉ dưới giường nó lấy vào toàn cái gì lấy nữa. Nó lẻ vô gầm giường à Lị. Nó ngu dễ sợ nó lấy dễ lấy vô gầm giường á. Cảm ơn.
Nó lấy à? Tao chè. Tao chè lấy. À không! La đi! La đi! Bà la đi! La đó đi! La đi! La. Xí xí. Hả? Có la không? Chắc là không có vậy. Cảm ơn. Bác! Gồng lên, gồng lên, gồng chuột lên! Bác! Không nói đi! Sao tôi ra cái búa mà bà không ra cái búa, bà ra cái đinh là chết! Ờ, quên! Bác ở đây! Bác đi! Không nói đi! Bà bác! Có bác không? Chắc là không có bác về. Sức đâu bác? Đưa nó đi! Cho nó mượn hả? À. Cảm ơn! Ai vậy? Ông chạy mất ra kìa. Tại bà. Ai ông á? Tại bà. Tại ông không chịu la. Tại bà. Sao lại lấy giờ không chịu la lên? Bà la lớn lên ra chỉ chạy mất chiều mà mới la là sao? Cũng bà không. Tôi không nói chuyện với ông nữa. Tôi cũng không nói chuyện với bà nữa. Tôi đi ngủ. Sao lạnh dữ vậy trời? Cái mền đâu cho nó mượn sao không lấy lại? Trời đất ơi, nó cướp cho nó mượn rồi làm sao vậy? Chẳng đường chết luôn rồi, giờ làm sao ngủ đi? Tôi đi ngủ. Ông á, cái gì cũng nạnh tôi hết trơn á trời á. Đi ngủ hả? Bộ làm không dám ngủ hả? Ngủ lên. Lạnh quá bà ơi. Cho tôi mượn cái mền da chút được không? Trời đất ơi. Nãy giờ ổng la là thông minh nhất luôn á. Cái bà ấy đi, cho nó lạnh luôn đi. Sau này bỏ đừng có nạnh hẹn nhau nữa nha. Cái gì đâu cần cả. Ông bà lên. Ủa ai mới kêu tôi vậy? Tôi à. Tôi nói thiệt nha. Ông diễn dở ẹt. Ông diễn dở bạc cố luôn. Diễn thì có lúc hay lúc dở, đâu phải lúc nào cũng hay đâu. Mà mắc mớ gì ta anh mà anh nói. Tôi hỏi thiệt ông nha. Ông là danh hài hay danh hờ vậy? Thì cũng giống nhau thôi, ai cũng đem niềm vui tới cho mọi người. Chỉ có khi nào mà ông cảm thấy ông diễn mà bị lố không ông? Có xong có, nhiều khi mình cương quá cũng bị lố. Nhưng mà khán giả thông cảm mà, như anh thông cảm thì tôi cũng xin lỗi anh với xin lỗi khán giả thôi. Đúng không? Đừng có khó khăn tội nghiệp tôi. Vậy à, ông làm cho người ta vui vậy à, ông có vui không? Vui. Thiệt không? Thiệt mà, làm cho khán giả vui là tôi vui. Nhưng mà nghệ sĩ tụi tôi cũng có nỗi buồn đâu phải của riêng ai. Cũng có lúc cũng buồn, lúc vui chứ, đâu phải lúc nào cũng buồn. Mà cũng đâu phải lúc nào cũng vui đâu anh. Vậy rồi, cũng có lúc ông một mình ông. Rồi vậy sau những tràng vỗ tay, rồi sau những cái bó hoa mà khán giả tặng cho ông. Rồi... Thì lúc đó mình buồn. Buồn lắm chứ. Vậy bằng cách nào? Thì khi mình lên sân khấu mình làm khán giả vui là mình vui. Mình nhìn khán giả chờ mình làm hề là mình vui. Nếu có kiếp sau? Tôi làm hề nữa. Kiếp sau nữa? Tôi tiếp tục làm hề, tôi làm miết luôn. Ông gàn quá à. Anh không có hiểu đâu. Bạn ơi tôi như một lữ khách đi vào sa mạc. Gói hành trang triệu nặng kiếp phong trần. Dính nhục nhiều phen thành bại cũng đôi lần. Đời nghệ sĩ rài đây mai đó. Ăn quán ngủ đình gạo chở nước sông. Khi đóng vai một kẻ sĩ hèn, lúc làm một quân vương sống bằng mộng để đánh lừa thực tế. Mới ngất ngưỡng ngồi trên ngôi cao chính bề, vừa khép màn nhung tôi thành kẻ phong trần. Những cảm tình của khán giả bốn phương và những cuộc tình tan vỡ của một đời nghệ sĩ. Màn nhung đã khép.
sân khấu về khuya. Người ly hương ta cùng ly hương, người là nghệ sĩ ta cũng là nghệ sĩ. Sương gió lâu rồi. Anh nói được cái câu này đó là anh hiểu tôi rồi đó. Anh hiểu không? Tôi hiểu rồi. Tiền không có bằng á. Thôi đừng giỡn tôi nha, nãy giờ anh chửi tôi quá trời rồi. Anh lấy đi. Đừng có hù tôi nha. Tiền thiệt mà. Tôi lấy đó. Để dựng trời thâu. Ừ. Đó. Cảm ơn nha.